fuel more covid-19 outbreaks. US daily cases are already up nearly 1000% over the bây giờ, covid-19 ở trên Hoa Kỳ đang tăng lên là khoảng chừng 100.000%. Nói đúng ra là 964%. Số người bị nhiễm covid-19 tăng lên trong vòng 2 tháng vừa qua. Có 7 tiểu bang ở trên Hoa Kỳ nhập viện đang là hơn 90%. Trong lúc này, nhà thương cho trẻ em, số người bị nhiễm trong đó rất là cao. Chúng ta nhìn thấy như vậy rất là nhiều lần rồi khi mà đi tới lễ lọc ở trên Hoa Kỳ. Có rất là đông người đi chơi sau khi đó tụ họp lại với nhau. Sau khi đó thì khoảng chừng một tuần sau là số người bị nhiễm COVID-19 dăng lên rất là nhiều, rất là nguy hiểm giống như chúng ta nhìn thấy về COVID-19 mới đây, thì nó cũng tăng lên rất là nhiều. Hiện tại như giờ chúng ta chưa có xong với COVID-19 đâu. Trong lúc này, những người làm bác sĩ, y tá đang kêu gọi mọi người phải cẩn thận và phải cẩn thận. Đây là những người mà chưa có chích thúc ngừa của COVID-19 vào ngày hôm nay đang lo ngại ngày lễ Labor Day cuối tuần này. Sẽ có lẽ là bị lây nhiễm rất là nhiều về cái chuyện đại dịch COVID-19 ngay bây giờ. Bác sĩ ở bên Oregon, họ cảnh báo nếu như bị nhiễm bệnh hoặc là bị thương gì đó, trong nhà thương có lẽ là không có giường cho những người đó. Right trong lúc này, emergency khẩn cấp và ICU đang đầy người ở trong đó và đang gặp rất là khó khăn ngay bây giờ. The CDC now if you're not fully Theo CDC, họ cảnh báo hết tất cả mọi người, với tỷ như ai chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19. Đừng có nên đi travel. Cả luôn những đứa nhỏ cũng vậy. Theo bà sếp của CDC nói cho biết, về mấy đứa nhỏ thì những tiểu bang mà số người chích thuốc ngừa không có nhiều, mấy đứa nhỏ bị nhiễm nhân cấp 4 lần trong lúc này. Đây là ở ngay nhà thương Wolfson, ở bên Jacksonville, Florida. COVID have since Trẻ em bị nhiễm tăng lên gấp đôi tính từ hồi tháng 8 ngày 1 Tây tới bây giờ. This week, two dying in a 24 span. Trong 24 tiếng đồng hồ trong tuần này, hai đứa nhỏ đã bị chết. Những người bác sĩ rất là lo ngại về chuyện này. Bao nhiêu mấy đứa nhỏ chết thì mới tính là nhiều đây. Phải cần cách xa nhau và phải liên ấp sạch sẽ, đeo khẩu trang. Đó là một cái giá rất là nhỏ phải trả. Còn khoảng chừng một tuần ngoài nữa có lẽ là chúng ta sẽ có thuốc booster của COVID-19 Theo tính toán thì nói là tháng 9 ngày 20 Tây của New York Times cho tòa Bạch Ốc biết theo FDA, nói cho tòa bạch ốc biết, hãy cho họ thêm thời gian nữa, tại vì bây giờ họ phải cần coi từ chi tiết về cái booster shot này. Ngay bây giờ, hãng Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, họ nói ngay bây giờ họ đã nộp lên hết tất cả những đơn giấy tờ để mà xin cho chích thuốc ngừa booster from the FDA, the agency's independent advisory board isn't set to take up the booster issue until September 17th. Theo FDA nói cho biết là ngày 17 tây lúc đó thì họ mới bàn thảo đưa ra về cái thuốc của booster shot mà họ đang nghiên cứu ngay bây giờ. At least one board member, Dr. Paul Offit, Ông Dr. Paul này là một trong những người của FDA nói cho chúng ta biết. Theo ông Dr. Paul nói cho biết, hiện tại ngay bây giờ ông nghĩ là thuốc ngừa booster shot có lẽ là không cần ngay bây giờ. The data doses, Theo của trong ra nói cho biết trong giấy tờ, nói là giấy tỷ như ai mà đã chích thuốc ngừa của COVID-19 rồi thì chích hai lần sẽ được bảo vệ. So Và mọi người phải nên nhớ kỹ cái đó là như vậy. And before we even made it out of this pandemic, the White House has now outlined a $65 billion plan to prepare for any potential future pandemic. Ngay bây giờ chúng ta chưa có xong ra khỏi cái COVID-19 ngay bây giờ. Tòa bắt Ốc hiện tại ngay bây giờ còn đưa ra tính cho cái COVID-19 kế tiếp, đó là khoảng chừng 65 billion dollar sẽ để đó để khi có cái chuyện đại dịch kế tiếp. Trong lúc này sân bay cũng có đông người đi. Nhưng mà không có đông giống như hồi trước. Tôi nghĩ là sẽ rất là đông vào cuối tuần này, nhưng mà kết cuộc ngày hôm nay thì nó cũng không có đông cho lắm, cũng không tệ. Trong lúc này, con COVID-19 cũng đang tăng lên, và theo CDC cũng đưa ra về cái cảnh báo và CDC đã kêu tất cả những người nào mà chưa có chích thúc ngừa của COVID-19 thì đừng nên đi travel, làm cho nhiều người suy nghĩ lại.